Cái gì đây? Tự nhủ là bạn thân không được nhu mì đi, vì đánh đuổi anh em bạn bè lấy bộ đồ Louis V để trở thành người đàn ông nam vợ người từ xung quanh. Biến thành một người khác sau khi lên TV, nở một nụ cười fake và làm mọi cách để bán CD. Vì từ một cả lý trí mà kệ người ta có nói gì nghĩ gì, vì chỉ cần tiền to trong ví thì làm gì mất đấy à, hình như thế ngoại trừ bụng mình cũng chắc là không đến 100 đâu, nhưng mà các vòng lại được hơn 100. Nào số vòng đổ hay nào số vòng đây các bạn ạ, có nó vẫn hơn không hiểu không, có nó vẫn hơn không đấy, cái này của các bạn đấy. Đây ba vòng em chỗ cần thì nó lại thiếu, còn chỗ thiếu thì nó lại thừa. Chỗ cần thì nó lại thiếu, còn chỗ thiếu thì nó lại thừa. Ví dụ cái này à, có thể nào không đi chi tiết không? Mọi người cứ nhìn bề ngoài thôi được rồi. Các bạn hãy soạn tin nhắn rất việc khoảng cách số đo ba vòng của Ricky, khoảng cách số lượt người đoán số đo ba vòng của Ricky giống các bạn, gửi đến 8569 để mà đoán số đo ba dòng của mình và sẽ được được gì ta, được cái dây quần đó đấy Kim. Đây là cái dây kéo quần sang trọng được làm từ 100% cô tông xuất nhập khẩu từ Italy. Đây là phần gắn kết giữa sợi dây và quần, các bạn thấy là rất là chắc chắn đúng không các bạn?
thì đây là mình không biết là hàng thiệt hay hàng nhái, nhưng mà đó là chắc chắn và mình tin nó sẽ là một trải nghiệm tốt cho những người sử dụng sản phẩm này. Em thấy nó không đường của cái dây làm gì? À, thông điệp của cái dây đó này đó là sự gắn kết, cho dù có co giãn thế nào nó sẽ quay trở lại nguyên trạng và sống đúng bản thân của nó. Đây là một sản phẩm vô cùng tuyệt vời khi mà vào và những người nào mà thích mặc sơ mi giống như là học sinh hoặc là những người giả dạng học sinh đấy thì sẽ rất là sang trọng. Sang một dòng, sang một dòng nào. Vinh luôn, vinh luôn. Bạn nhớ soạn tin nhắn Rap Việt, bạn cách số đo 3 dòng của Ricky, bạn cách số lượt người đón số đo 3 dòng giống như các bạn và gửi đến 8569. Chàng ơi, bác nhìn chàng. Sao mày mặc sơ mi đẹp ấy? Câu hỏi khó trả lời quá Bình. Ngọ hơn. Chàng ơi, bác nhìn chàng. Nhưng mà sao mà kiểu em mặc cái áo sơ mi vô thì nhìn nó héo héo, còn chị Ricky mặc vô thì như sắp nổ tung, từ anh mặc trên nhìn nó xịn như vậy. Cái này đâu là thiếu thiếu rồi. Heo héo sao em mình. Nói chung là cùng một chiếc sơ mi trắng mà ba số phận. Cái này cấp 3 với chắc. Cái chắc kiểu tên. Này giống nhà hàng tiệc cưới. Có phải đi xin thì có được. Lấy cái chiều đen với anh sợ ấy. Ôi, chắc là mình sợ theo luôn. Không, cái này là gì thì chắc rồi. À. Chàng ơi, bác nhìn chàng. Gucci bag, Louis V, I style mà là còn gì. Bên sông không, ở nhà bao mấy mấy đêm trong đêm này. Stay away, stay away, look at my vibe, look at my vibe. I cannot cry, I cannot cry, bạn thân ơi. Tôi với bạn đều là dân chơi. Giờ mà người hãy hiểu nhau với cơn phòng người thành phố sông ơi. Giờ này chạy không đuôi, là mọi việc xong xuôi. Anh không phải sơn tường. Rồi mấy cái mà mình đi sơn tường chứ không phải ơi. Sợ thật sự. Anh em tao đi đâu như quân quyền. Dân chuyên. Bad bad boy của anh đến đây để kiếm được bạc. Sơn đồ của anh là sơn đồ ấy tình nè. Gạ trò như là cha. Tình anh em còn khám phong đi. Tình em ghét quất trong màu. Anh cao chậm chứ không phải cắt môi, nhưng mà tác cho bạn mình với anh Gary luôn.